Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2019. Bạc Liêu tiếp tục là một trong các tỉnh, thành phố của cả nước có tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí, giảm số vụ, số người chết và bị thương. Đây là nỗ lực của các cấp, các ngành của tỉnh trong việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong những tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông. Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2019. Bên cạnh đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân năm 2019. Các ngành các cấp tập trung triển khai kế hoạch kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trong dịp Tết, cảnh báo các nguy cơ tai nạn giao thông trong dịp Tết và biện pháp phòng tránh. Tuyên truyền về công tác tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, công tác kiểm tra, khắc phục các điểm đen, điểm mất an toàn giao thông. Trong quý 1 năm 2019, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập biên bản hơn 9.700 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt với số tiền 8 tỷ 500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe gần 400 trường hợp, tạm giữ 1.500 phương tiện các loại. Thông qua hệ thống camera quan sát giao thông đã phát hiện lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông trên 1.800 trường hợp, ra quyết định phạt tiền trên 1 tỷ 900 triệu đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản ước tính 48 triệu đồng. So với quý 1 năm 2018, số vụ tai nạn giảm 50%, số người chết giảm 70%, số người bị thương giảm 50%. Đường thủy không xảy ra tai nạn. Phương tiện mô tô và xe máy gây ra 14 vụ tai nạn, chiếm tỷ lệ cao nhất trên 70%. Lỗi gây ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện đi không đúng làn đường, phần đường và chạy quá tốc độ cùng ở mức cao nhất trên 50%. Lỗi sử dụng rượu bia chiếm 18%. Qua phân tích nguyên nhân trong các vụ tai nạn cho thấy, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông còn kém, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên chiếm hơn 70% số vụ tai nạn giao thông cần có biện pháp tuyên truyền cho nhóm đối tượng này. Các hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng làn đường, phần đường, điều khiển phương tiện trong tình trạng đã uống rượu bia là những nguyên nhân chính xảy ra tai nạn giao thông. Trong 3 tháng đầu năm 2019, các lực lượng tuần tra kiểm soát của tỉnh và công an các địa phương đã tập trung thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, chủ động ngăn ngừa, phòng tránh ùn tắc trên các trục giao thông chính, tuyến đường đô thị, đặc biệt là tại các điểm du lịch tâm linh thu hút đông du khách đến hành hương như Quán Âm Phật Đài, nhà thờ Tắc Sậy, chùa Hưng Thiện. Do có sự chủ động trong việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý nhanh các điểm gây tắc nghẽn, tình trạng ùn tắc giao thông đã được kiểm soát, không để xảy ra kéo dài, đảm bảo cho người dân và khách hành hương đi lại thuận tiện an toàn. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong cái quý 1 năm 2019 tiếp tục là giảm sâu, giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể là cái tính đến tháng 4, đến thời điểm này thì giảm 11 vụ, 9 người chết và 12 người bị thương thì so với cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả trên thì cái lực lượng cảnh sát giao thông thì phối hợp là cái thực hiện một số giải pháp là cũng như là cái phối hợp với các cơ quan chức năng như công an, cảnh sát bảo vệ, rồi cơ động, cảnh sát cái công an huyện, thị xã, thành phố thì cái này tăng cường phối hợp với thì bắt đầu là tăng cường ra quân các cái điểm nóng, những cái khu vực phức tạp, đặc biệt là cái xuống là cái xử lý camera cố định thì nhanh chóng kịp thời. Thì cái ngoài công tác mà tuyên truyền giáo dục thì phối hợp là tuyên truyền giáo dục trên cái nhiều các nội dung và biện pháp để là tuyên truyền như trường học, các cái khu trường học, rồi doanh nghiệp, rồi khu dân cư. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, thời gian nghỉ lễ được vài ngày nên nhu cầu đi lại vui chơi tham quan của người dân sẽ tăng cao.
Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự thành phố Bạc Liêu và phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh đã triển khai kế hoạch giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ, đảm bảo an toàn, thông suốt và ổn định. Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên được nghỉ nhiều ngày. Thông thường, trước, sau kỳ nghỉ lễ, lượng người, phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh gia tăng đột biến, dễ gây ùn tắc, dễ dẫn đến tai nạn giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố. Trước tình hình đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bạc Liêu đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ban chỉ huy công an thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố tăng cường các mặt công tác, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi mà dễ dẫn đến tai nạn giao thông như là uống rượu bia khi tham gia giao thông, rồi chạy sai làn đường, phần đường, đặc biệt là chạy quá tốc độ quy định. Bên cạnh đó thì cũng trong những ngày lễ có bố trí lực lượng là chốt chặn những cái khu vực mà có nhiều phương tiện khách du lịch đến tham quan, để làm sao phòng ngừa không để xảy ra ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để người dân vui chơi được dễ dàng. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bạc Liêu đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật, mở các đợt cao điểm để xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, xử lý vi phạm chạy quá tốc độ quy định đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đồng thời, đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Với cái địa bàn trung tâm thì chúng tôi phân công tuyến địa bàn từ nơi, kể cả là các khu vực vui chơi giải trí ở trên cái địa bàn trọng tâm, những cái nơi du lịch, ví dụ như là tôi nói là công an Phật Đài, rồi cái điện gió, rồi cái nhà công tử Bạc Liêu, rồi là cái trung tâm cái hành chính của tỉnh, tức là cái quảng trường, bố trí cho từng cán bộ chiến sĩ quản lý chặt ở các địa bàn để phòng ngừa các cái vấn đề xảy ra, ví dụ như là tình trạng là móc túi, rồi là cướp giật, rồi là gây rối vân vân, để làm sao mà nó đảm bảo được cái tình hình cho người dân. Chúng tôi đã bố trí là khép kín địa bàn, rồi là phân công ca kíp tuần tra, rồi là canh gác, kể cả là phân luồng phân tuyến, tránh những cái tình trạng là ùn tắc giao thông, và đặc biệt là trong những cái ngày lễ lớn hoặc là các cái sự kiện diễn ra trên địa bàn, không để tình trạng là đua kéo, lạng lách, đánh võng cũng như là tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu còn nhiều cái diễn biến rất phức tạp. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi cũng đưa ra một số cái giải pháp, thì chúng tôi lồng ghép tuyên truyền sao mà sâu rộng đến quần chúng nhân dân, rồi giáo dục pháp luật về các trật tự an toàn giao thông, kể cả là cái trật tự đô thị. Trong công tác tuyên truyền thì làm sao thì đảm bảo được cái sự hiểu biết của người dân để nâng lên sự tự giác cũng như là chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là xử lý nghiêm những cái tình hình đó, là xử lý nghiêm các cái trường hợp là vi phạm mà cố tình, ví dụ như kể cả là cái người đi bộ mà không chấp hành theo cái luật giao thông đường bộ, chúng tôi cũng xử lý, chứ không phân biệt là người đi bộ thì phải như thế này, rồi người đi phương tiện thì phải như thế khác, mà xử lý đúng theo quy định pháp luật. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đề xuất vậy là ở một cái số cái điểm mà thường xảy ra tai nạn, ví dụ như là nên lắp cái đèn chiếu sáng, kể cả các cái hệ thống biển báo vân vân, để làm sao mà đảm bảo được cái tình hình trật tự an toàn giao thông, mà đặc biệt là không có tình hình tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố. Có thể nói, trong thời gian qua, với nhiều giải pháp đồng bộ, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Bạc Liêu đã có những chuyển biến. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông ở đại bộ phận người dân đã dần được nâng lên. Tuy vậy, do sự phát triển của đời sống xã hội, nhất là gia tăng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông, nên các vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Anh có tham gia giao thông, giấy tờ thì đầy đủ, mà tốc độ thì coi như là cũng 50 km/h, phải không? Cái đường này nè, đó, nên tôi có tham gia giao thông, tôi chạy rất an toàn. Nên tham gia giao thông đó, ai mà bị lấn là bị phạt. Nếu mà say rượu là anh không có tham gia giao thông. Trong quá trình mà nếu mình có rượu mình đừng tham gia giao thông, đó là ảnh hưởng, nó tức là phiền tới người khác nữa. Còn coi như mình xảy ra tai nạn là mình không sao, mà có cái người mà bị ta, mình sẽ gây ra tai nạn cho anh ta, nó rất làm khổ cho anh ta. Chạy đúng đúng
trình của công ty ra đúng tốc độ để đảm bảo cho hành khách, phục vụ cho hành khách tốt hơn, để đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách. Thì tối mình đông nhìn tài xế thì mình cũng phải chấp hành theo luật lệ của giao thông, hiển của cảnh sát giao thông điều khiển khách xe đúng tiếng. Giấy tờ thì mình cũng đi đường cũng giấy tờ đầy đủ trên xe đàng hoàng, giấy đi nhập lòng theo tiếng, giấy ghi danh sách của hành khách. Nói chung mà thăm cái tham gia giao thông đường bộ này, cái trước tiên á, thì trước khi mình lên xe thì mình phải là có cái bảo hiểm. Cái thứ hai nữa là mình phải mang giấy tờ đầy đủ, ví dụ như là bằng lái, cặp quạt xe, giấy bảo hiểm, để bảo đảm khi là các anh giao thông bất cứ tỉnh nào, chứ không phải tỉnh Bạc Liêu này không, khi mình được ngừng lại kiểm tra thì mình phải xuất trình giấy tờ đầy đủ cho mà những các anh giao thông làm nhiệm vụ. Trên đường đi thì mình phải quan sát cho nơi nào có tốc độ thì mình phải chạy đúng tốc độ. Cái thứ hai nữa là cái bảng mà để dành riêng cho xe, mà cái loại xe mô tô này chạy thì mình chạy đúng làn đường để bảo đảm cho mình và bảo đảm cho người khác. Dạ, vi phạm lỗi tốc độ chị ơi. Em chạy 57 trên 50. Chưa chị, tại cũng như bữa nay em lên chơi hơi trễ giờ á, em chạy hơi gấp. Lỗi mình là chạy sai quy định với cái luật giao thông á, đường bộ thì có quy định rõ ràng mà mình chạy gấp là mình chạy quá tốc độ. Tại vì em cũng mới chạy đây à, thành ra đường xá em cũng chưa rành hơn, rồi từ từ em chạy rồi em rút kinh nghiệm, sau này em sẽ chạy đúng tốc độ. Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội trên lĩnh vực giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, ban an toàn giao thông các cấp tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Chủ động xây dựng phương án hướng dẫn điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các điểm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh vượt không đúng quy định, ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Nghỉ lễ 30 tháng 4 một năm thì trong thời gian nghỉ thời gian dài thì riêng lực lượng cảnh sát giao thông thì sẽ tăng cường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, và đặc biệt là cái thành phố Bạc Liêu thì sẽ tăng cường cho xuống dưới phối hợp với cảnh sát giao thông của là thành phố cũng như là cái phường nhà mát để làm sao là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông như này thì bắt đầu chia ca ra đảm bảo cái cho là điều tiết giao thông trên các tuyến đường. Lực lượng cảnh sát giao thông có làm xây dựng kế hoạch, phối là tham mưu cho giám đốc, có chỉ đạo công an các đơn vị địa phương phối hợp cùng với cảnh sát giao thông đường bộ thì cái tăng cường tuần tra chốt chặn, tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các khu du bà Nam Hải, rồi khu nhà thờ Tắc Chạy, rồi Phật Bà Đông Hải. Thì cái này tăng cường phối hợp với là cái lực lượng để làm sao đảm bảo điều tiết giao thông để cho cái người dân cái nơi khác đến là cái tham quan du lịch, khu nhất là khu tâm linh thì đồ để làm sao là có cho trong suốt. Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp các ngành, sự quyết tâm của lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm của người dân, tin tưởng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có hiệu quả, góp phần giúp người dân có những ngày nghỉ lễ an toàn, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục An toàn giao thông kỳ này xin được kết thúc tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục kỳ sau.